triển khai thi hành luật căn cước, chủ động xây dựng mẫu thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, đề xuất các giải pháp về công nghệ, v.v. Nhận diện Sony 1630, CF1630. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 3, trao đổi với phóng viên VOV Giao thông, ông Nguyễn Tiến Cảm, Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Mã độc của BKAV cho biết, loại thì to tướng, thế nhưng mà nói thì bé, không phải là bé nhưng mà so với cái loa thì công suất nó nghe có vẻ không phù hợp cho lắm, loa thì rất chi to, bát 16. Mã hóa tống tiền, tấn công đánh cắp tài khoản Facebook. Đối với hình thức đánh cắp tài khoản Facebook, hacker sẽ sử dụng cách hoặc là lừa chúng ta tải một cái file hoặc là dùng phần mềm crack. Nhiều người dùng Facebook nghĩ là chúng ta đã có xác thực hai bước, không thể mất được, nhưng mà kể cả có xác thực hai bước thì vẫn bị mất tài khoản Facebook như bình thường. Chiến dịch sử dụng virus mã hóa tống tiền, toàn bộ các file chúng ta không thể truy cập được và hacker. Giả mạo nói cái hình thức này là thứ nhất tinh vi nhất hiện tại. Hacker đã chửi bị xước một đoạn video sử dụng AI. Cầm thẳng vào cái núm này luôn, nhưng mà cái núm này hơi bé. Cầm một cái núm bé có khó cầm lắm. Thực, backup dữ liệu quan trọng thường xuyên, không mở cổng dịch vụ nội bộ ra internet. Cái núm nó to hơn nữa. Cài đặt phần mềm chờ nó đủ mạnh để được bảo vệ thường trực. Còn bây giờ sẽ là một số tin tức an ninh trật tự khác. Thưa quý vị, hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã. Này, để biết thêm thông tin chi tiết, nhà trường đã tổ chức những cái lớp học miễn phí về tiếng Nhật, tiếng Hàn, vâng, và để phục vụ cho cái chương trình liên vâng, kết đào tạo đúng không ạ? Vâng, hiện nay thì nhà trường thì rất là cơ hội việc làm của những cái em theo học những cái chương trình đấy. Ca vụ án buôn lậu liên quan đến chuyên án. Nhận thấy rằng là cái lứa tuổi mà nó khi mà cha mẹ phát hiện ra con thấp còi thì mới đưa. Thưa quý vị, mới đây tại phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó với hai đề xuất quy định về xử lý vi phạm nồng độ cồn. Tại phiên họp, 100% ý kiến của thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với phương án cấm nồng độ cồn tuyệt đối. Trước thông tin này, một số lái xe và người dân bày tỏ sự đồng tình. Thật ra bản thân mình thì hoàn toàn đồng ý. Em không biết gửi lời chào đến anh nha. Tín hiệu cũng hơi bị chập chờn một chút xíu. Anh đang ở đâu kết nối với chương trình đó? Cả cái vai trò. Trong khi đó thì hiện tại thì dường như là chúng ta đang có một cái vết gãy giữa cái việc trong cái việc định hướng nghề nghiệp giữa cái bậc học phổ thông và các cái trường đại học cao đẳng. Theo quan điểm của ông thế nào thưa tiến sĩ Phạm Minh? Những con đài nội địa mà radio tần số 90 rất chi là chối tỉ. Này, tần số của nó lên đến 90. Nên là không phải những con đài nội địa nào cũng có thể coi như là Trần Văn Chốt được. Chương trình giáo dục phổ thông mới và cái định hướng nghề nghiệp cũng được chương trình rất là quan tâm. Tuy nhiên là chúng ta có những cái khó khăn. Thứ nhất là cái đội ngũ giáo viên làm công tác hướng nghiệp ở các trường phổ thông ấy, thường là các thầy các cô thì không được đào tạo hướng nghề nghiệp này. Vâng. Và cái hai thường là chúng ta không cháy chữa cháy có hỏa hoạn xảy ra, điều quan trọng là phải thực sự bình tĩnh và thực hiện các biện pháp thoát hiểm ngay lập tức. À, quẹt đứng trong vườn gió ngay bên ngoài đón cháu bên ngoài dạ đón cháu dạ chắc là lần đầu tiên em kết nối với chương trình phải không? Tiếp tục chỉnh lý dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ ở phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đồng tình với phương án. Thế nào cho cái phương án này cũng như là tất cả về chương trình ạ? Đối với trẻ đã đi đến đi học mà. Con đài này cao nhân trước chọc còn trơn ren cả cái cuộn dao động này.
Thôi, dừng video đây để tiếp tục sờ lần.